người cao tuổi đã có những lời chúc tụng, chúc sức khỏe của người thân chúng tôi và có những món quà tặng phẩm của Hội Người Cao Tuổi xã Trường Sơn. Chúng tôi xin thay mặt gia đình một lần nữa xin chân thành các cấp lãnh đạo cảm ơn các cấp lãnh đạo, các cấp chính quyền địa phương và các cấp Hội Người Cao Tuổi xã Trường Sơn làm văn phòng một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Vâng, sau đây thì để tiếp tục chương trình thay đổi không khí, chúng tôi xin giới thiệu ông Trần Đình Tùy thì có những câu thơ, những bài thơ để chúc mừng sức khỏe cho cụ bà Mai Thị Sạch. Xin mời ông Tùy. Và một lần nữa chúng tôi kính mời chúng ta cùng nâng ly để chúc mừng tuổi thọ thêm 85 tuổi thì phải là 100 tuổi. Xin quý vị chúng ta cùng nâng ly. Bắt đầu ha, chuẩn bị nha. 1, 2, 3. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và xin mời kính thưa quý vị khách mời, khách quý, kính thưa bà con nội ngoại hai bên. Hôm nay là một chủ ý thi giờ về tham dự lễ mừng thọ của chị tôi. Tôi rất trân trọng cảm ơn. Và sau đây tôi mừng thọ chị tôi bằng mấy câu thơ. Nhân thân 85 xuân qua rồi, chờ cổng 15 tuổi mới thôi. Cháu con rồi ngoài đầy đủ ạ, dầm xương dại ná, dầm xương dại nắng lá vẫn tươi. Gia đình hạnh phúc luôn luôn có, xã hội hoàn toàn đẹp với đời. Làng ta mới có